Kiểm kê đất đai cả nước từ ngày 1 tháng 8, Thủ tướng yêu cầu kiểm kê đất đai trên toàn quốc từ 1 tháng 8 để đánh giá đầy đủ thực trạng nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng. Theo chỉ thị ngày 23 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm kê đất năm 2024. Việc kiểm kê của từng đơn vị hành chính các cấp gồm hai nội dung. Thứ nhất, kiểm kê diện tích các loại đất và đối tượng đang quản lý, sử dụng. Thứ hai, quản lý, sử dụng đất sân golf sân bay, khu vực sạt lở, bồi đắp và đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Thời gian thực hiện kiểm kê từ ngày 1 tháng 8, thời điểm có hiệu lực của ba luật đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Số liệu được tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Vì thế, việc kiểm kê lần này, theo yêu cầu của Thủ tướng, phải đánh giá được thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất cũng như biến động trong 5 năm qua của từng địa phương, chấp hành pháp luật trong sử dụng đất. Đồng thời, qua việc này cũng làm rõ nguyên nhân, tồn tại và đề xuất biện pháp siết quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian hoàn thành, nộp kết quả kiểm kê đất đai cấp xã, huyện, bộ quốc phòng, công an cần hoàn thành và gửi kết quả kiểm kê đất đai cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 3 năm 2025 để tổng hợp, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Kết quả kiểm kê đất đai cả nước sẽ được công bố trước ngày 30 tháng 9 năm sau. Kiểm kê đất đai được tiến hành định kỳ 5 năm một lần gần nhất vào 2019, tổng diện tích đất cả nước là hơn 33,1 triệu hecta, trong đó đất nông nghiệp gần 28 triệu hecta, phi nông nghiệp 3,9 triệu hecta và chưa sử dụng 1,23 triệu hecta.